Có chữ rồi phải không? Bảo đảm trăm trăm phải không? Cái này là kêu bằng tích nước phải không? Bình thường phải không? Để bình thường phải không? Thú y ta nói như anh em tin tưởng ấy. Có chào bá luôn không? Hai con có chữ hết trơn luôn. Rồi Trại Bò Thanh Tính xin chào anh em. Thì trước khi mà em vô cái phần video thì em cũng thành thật xin lỗi vì những anh em mà ở xa đến trại của em nhưng mà không có đủ bò. Rồi một số anh em thì phải đi về mà hẹn chuyến khác. Thì anh em cũng thông cảm giùm em. Anh em nào ở xa thì trước khi mà mình mua bò nhớ điện thoại alo với em để mà đặt bò hết anh em. Chứ bây giờ một số như bữa nay có anh Đồng Tháp xuống mà em không đủ bò để bán cho anh luôn. Tại vì anh cũng chơi tình nghĩa, anh nhường cho chú ở chú Hùng ở Đồng Nai. Dạ, rồi thì hôm nay em tiếp tục với cái phần video của em. Thì gồm những cái con bò như sau. Hiện tại em còn lại là 2, 4, 5, 5 con anh em ơi. Thì chú Hùng vừa bắt 6 con, nhưng mà nói chung là không đủ tiền, bắt không hết nổi rồi. Nên bò quá quýp luôn, cứ giữ không à. Anh em coi nè, con 3B cái thối thác con 3B không? Có sừng nha anh em ơi. Nó mới về nè, hai cái trái này nè. Hot biết hai cái trái này luôn cái lưng nè. Cái em nó chỉ có cái giá tiền thôi anh em ơi, chứ con bò là em lựa rất là chuẩn cái cổ anh em coi nè. Trời ơi cái cổ chút xíu anh em ơi, cái lỗ tai nhỏ gí luôn. Đó, thì 3B thì xương sóc nó không có giữ hung nha anh em. Thì con này 1m1 bò anh em ơi. 7 tháng bò luôn rồi, con này khoảng 7 tháng. Quá trời cái đít luôn. Hot biết cái đít luôn. Đó. Tiếp theo là cái con 3B luôn. Thì con này thì xương đẹp lắm, xương cao, lông dải bò. 6 tháng anh em ơi. F2 nha, cổ cục ngủng nha. Tại em thì bắt F2 không nha anh em. Thì nói chung là cái tay em mà đặt lên là một rang tay đó, chứ không có ấy đâu. Là một rang tay trở lên em mới bắt không có dây trước á. Thì nói chung là mấy con bò này thì quá quýp rồi, chỉ có cái giá thôi anh em ơi. Một số anh em là đến trại của em đợi biết bao lâu luôn, nhưng mà em bắt gì không kịp. Nói chung là nay bắt bò cái rồi lôi bò đực tùm lum hết trơn, mấy anh em đi bắt. Đây, tiếp theo nữa là cái con này là cái con con này là mực tiền luôn. Con này là đen xì ly luôn nè. Đó, cái đít này anh em coi nè. Hơi chá cái đèn rồi. Em mua chiếc ghe cho anh em xem. Đó. Thì cái con này á là đít nó khía luôn nè anh em thấy không? Xương to ha. Con nào con lấy đít nè, thối thác luôn. Này là 1m1 bò cứng luôn, cứng 1m1 luôn á. Là cái dây trước nè anh em coi nè. Đó. Thì trại của em là trại bò Thanh Tính á, ấp Tư Thành Phú, Cầu Kè, Trà Vinh. Hôm nay rút kinh nghiệm rồi, nói chuyện lớn lên để không thôi mấy chú mắng vốn quá trời. Đó, thì mặt mày đây anh em ơi. Cổ là cổ cục F2 không ấy anh em. Đó. Thì anh em ở các tỉnh gần xa nếu như mà có nhu cầu xài bò thì nhớ là điện alo với Thanh Tính trước nha. Em mà đặt bò cho em đặng biết nha. Chứ để mà vô đột ngột quá thì em kiếm không ra nổi anh em ơi. Đây là cái con kem F2 ha. Đó. Con kem vàng F2 ha anh em. Xương sóc to ha. Con này là 6 tháng anh em ơi. Như hai con này thì đồng tiền rẻ anh em ơi. Nó không bằng phân nửa mấy thằng ngoài đâu. Nó rẻ hơn mấy thằng ngoài mấy triệu bạc rồi. 3B luôn. Con này là 3B. Trời ơi. Anh em ơi. Hai con bò này mình nhìn mấy bò độ ngoài rồi. Nhìn mấy bò này coi không được gì hết trơn luôn. Tại vì rẻ hơn mỗi một con 40 triệu bạc không. 3B đầu trụi siêu xám á. Này cái loại này. Siêu xám bông nè anh em. Cao 1m1 luôn ha. Này thì đồng tiền nó cũng rẻ thôi. Nói chung là nó cũng phải tầm giá từ 26 triệu lên hết anh em. Chứ nó phải nó rẻ, không rẻ mấy đâu bò F2 mà. Xạo xạo đi chứ cắt sữa rồi nó mụn rỗng gì đó. Thì em còn lại 3 con 3B VIP với hai con, một con kem F2 thường. Thường bò nói chung tầm trung bò với một con 3B tầm trung bò. Còn ba con này là ba con bò độ. Thì
cái giá nha, giá dữ lắm nha, chứ không có giá thường nha. Đó, thì anh em đến trại thì trước khi đến trại thì ôi nó quậy á, mới vô dây nó vậy đó anh em, do là tối cái đèn này cài trớn không nên anh thấy đó, mới vô dây là nó phải vậy đó. Đó, để tía mà đi cho mày làm đã luôn. Đó, đây ba bên con dâm gống xạo xạo vậy đó anh em ơi, tại vì lại chuồng là con nào nó cũng gống vậy đó. Rồi anh em có yêu cầu, anh em có yêu cầu điện em ha. Đây cái con ba bê này là con nhé, mẹ nó là con mẹ con siêu rút trong anh em ơi. Hôm nay thì đặc biệt thì có những cái sản phẩm mới của trại thì em sẽ giới thiệu lên cho anh em. Đó, thì em mua được là một con cá kem, con này là hoàn toàn tơ, có chữa là 5 tháng. Anh em coi cái đít nè, từ trên xuống nó vuông dứt luôn, con bò tôi đâu có đi được, cái mẫu bò vô kèo của tôi là chỉ có cái giá thôi nha. Con bò này cao khoảng 1m3 bò, cái lưng anh em coi nè, thổi thác cái lưng luôn anh em ơi. Mấy con bò này em hứa luôn đẻ con là nghiệt ngã luôn. Đây cái đầu nó trời giờ cái đầu nha, đây đầu trụi luôn. Đây cơ quan sinh sản to ha, anh em nhìn cái đít nè, từ ở trên thấy không, nó bằng xuống nè đó, để cục phân thối thác luôn. Con này là hoàn toàn tơ, là có chữa là 5 tháng. Nhưng mà con bò này đặc biệt có một cái như vậy thì sẽ sau bay lên nó vậy, là ở đây á nó có một cái kêu bằng cái chỗ này nè anh em, nè anh em thấy nó phì lên chút không, thú y người ta nói cái này á, là không có gì hết, có nghĩa là con bò nó có chữa thì nhầm con nó sẽ có kiểu như là hiện tượng là dư nước anh em, cho nên là nó hiện nó kêu bằng một nước thì sau đẻ thì nó sẽ hết, nó không có gì vấn đề gì hết, ta sẽ bao mình hết đó, thì chủ nhà bán cho em bao hoàn toàn và thú y cũng bao cho mình hết, giấy tờ đàng hoàng chứ không phải là chuyện chơi. Đó là con thứ nhất. Con thứ hai là con bò này á, là có chữa 5 tháng rưỡi, nhưng mà con bò này có đẻ một lứa rồi. Dạ thì hai con bò này nó giá tầm 30 mấy triệu thôi, chứ không có được 40 triệu anh em ơi, nó cũng cấn 40 triệu đó. Thì bò này là toàn bò, nói chung là hầu chặn nhất thì không phải chặn nhất, nhưng nó cũng phải là từ 7 nút trở lên, xương sóc to ha. Con bò này thì có lứa rồi, đẻ một lứa rồi. Con bò này thì em biết luôn là của ông anh, ông anh của em kiếm gì hết, nói chung em bò này cũng anh không à, anh ổng nói chung là làm thầy giáo, rồi ổng công việc thầy giáo thì em biết đây, chạy tới chạy lui người ta bán thôi. Đó, thì của anh mình thì mình bao hoàn toàn đó. Thì con này có chữa 5 tháng rưỡi, thôi có khám thì em cũng đã chặn đầu video cho nên xem. Hai con này thì nói chung hai con bò này anh em có tiền anh em nuôi hai con bò cái này thì bây giờ tôi tính kiểu đơn giản thôi, ví dụ như nữa 3 tháng rưỡi 4 tháng nữa nó đẻ cái con bò cái thôi, khoảng chừng 6 tháng anh em bán cũng là 18 triệu rồi, thì con bò này cái này có bao nhiêu tiền nữa đâu, lỗ lã gì, nuôi thịt bán cũng được trên nữa. Nhưng bò này là bò mình, bò nuôi mình không có tính vậy được. Cặp này thì nó vip nha anh em, cặp cái này vip đó. Con bò này em hứa với anh em luôn, anh em coi cái lưng nè, đúng chuẩn con bò chưa, cái đầu đây, giá tiền thì cũng tầm 3 mấy triệu thôi, gần 40, xém 40. Đây một mẹ con đực ba bê, con bò này á là 5 tháng, anh em coi nè, đực ba bê siêu vip luôn á, đẻ con mắt sữa khủng khiếp đó, đầu trụi luôn giống mẹ, xương cối. Dạ đây là con này là con siêu đỏ, thì em biết cái giá trị con siêu đỏ không, nhà thì một số anh em dặn em kiếm siêu đỏ đó nè. Con này á là nói cho nghe nó có đẻ rồi nha, là con này á là con thứ hai, ở trong bụng nó hiện tại là con thứ ba, và nó có chữa được 20 ngày, gieo tinh là 20 ngày rồi, có giấy tờ hẳn hồi. Nhưng mà cái này bao chữa thì không bao mới 20 ngày, kêu em bao thì chạy lúc đó. Thì con bò này á em sẽ bao lòi cho anh em, nhưng mà ta cấy rồi nó mát sữa với anh em ơi, cho nên là nó hơi ốm một tí, nhưng mà con bò bự nha. Siêu đỏ thì giá trị nó anh em biết rồi đó. Đó đây cái đầu nó trời giờ đây nè anh em thấy không, nó hơi ốm, nhưng mà cái bụng con bò cái nó mình bụng anh em ơi, nó hơi ốm, nhưng mà hàng siêu đỏ thì anh em biết rồi nha anh em. Đó thì giá trị tất nhiên con bò siêu đỏ này mà nó có chỗ thôi nó cũng mắc hơn mấy bò này nữa, mắc nhiều luôn chứ đâu có rẻ đâu, nó mắc sữa nữa.
cái bình sữa nó dữ lắm nhưng mà nó che lại rồi, con bò này nó mắc cỡ anh em ơi. Đây, con bò này cạnh đuôi dữ lắm. Em có 3 cái anh em, một bộ mẹ con. Bộ mẹ con thì do là thằng này nó có chữa lại rồi, cấy là 20 ngày rồi. Giờ nó mang thêm con đực nữa, con đực nó bây giờ chỉ khoảng chừng tháng nữa thôi. Thì tại vì nó cũng phải giá là từ 27 triệu lên, 27 28 triệu rồi. Thì cắt ra con bò này đâu có nhiêu tiền nữa, nó mang chữa nó thì vô mánh. Đó, thì này là siêu. Con này thì có chữa 5 tháng rưỡi và đã đẻ một lứa rồi. Con này thì mang đụng lứa thứ 3. Nha, cái này anh em thì em quay đâu đó nó được rõ đàng hoàng. Con này là hoàn toàn tơ chánh trống. Em hứa với anh em luôn, kiếm con bò mà có đích bằng tháng như vậy là khó. Cái đầu đó tôi nhìn, cái đầu đó là tôi chịu liền. Cái đầu mà mặt bư con bò cái mặt bự như vậy nè, đẻ con là con bò nghe đực trình dần luôn, ghê lắm. Cái lưng anh em coi nè, bởi vậy nói chung em không phải là tài giỏi gì, nhưng mà em mua con bò rất là nhiều bò rồi. Em thấy cái con, cái giống mẫu nào nó đẻ mắc sữa để em mua được những con bò độ thì em mua về em bán cho anh em, chứ không phải là em đi ra em thấy có con bò nào em cũng mua hết, bán để cho anh em sau này gần gần có con bò được kêu em bán lại bình thường, em mua bình thường đó, bán để mà sau này có con bò độ mình mua chứ có gì hết. Thì anh em có nhu cầu xài 3 con bò này, 2 con cái chữa, 1 bộ mẹ con mang chữa siêu VIP siêu đỏ nè, siêu VIP hoài à trời. Thì anh em điện em ha. Cái bò không tính á, ấp Tư Thạnh Phú Cầu Kè Trà Vinh, cái đực đều có nhưng mà hôm nay là được cái thôi chứ. Đây con coi coi con này hơi tối anh em ơi, F2 nha, cổ cục nè, cái gân cổ thấy ghê không, đứng ở đâu đó? Nó giờ nó tầm mét rồi, mét hơn nữa, đứng ở đâu thua mấy bò này đâu, đít nó nè anh em coi nè, mắt sữa thấy ghê không, nó sung rồi. Rồi thì anh em có nhu cầu thì điện em ha. Bà nội cha nó chắc giờ nó nằm gì luôn rồi anh em ơi. Chạy nó đi anh em ơi. Rồi em xin chào anh em, hẹn anh em lại cái video sau.